Các bạn đang nghe truyện đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở đây trên kênh TV Audio CV. Chương 849 Tinh đồng chi thể Phương Thanh Phong đối mặt với lời của ô thi nghị, tất cả mọi người tại hiện trường đều mặt đỏ tía tai, nghiến răng căm phẫn. Nhưng dưới sức mạnh của kiếm ý hùng hậu, chính vần thái dương giữa trời, không ai dám bước lên. Ngông cuồng Đừng tưởng kiếm tu là vô địch thiên hạ, ta sẽ đấu với ngươi, đúng lúc này, một tiếng quát bất ngờ truyền đến từ xa. Giữa không trung, một bóng trắng lướt qua. Ô thi nghị ánh mắt ngưng trọng, nhất kiếm quét ngang, kiếm khí quét mạnh. ầm dưới tiếng nổ vang, chính vần thái dương lập tức tan vỡ, tinh quang bắn ra bốn phía. Luồng khí mạnh mẽ khiến cho đám đông đứng xem đều phải hự một tiếng, bị đánh bay lùi lại mấy bước. Là lực lượng của tinh tú, phương sư huynh đến rồi, là phương sư huynh, tiếng hân hoang vang lên không ngớt, nhiều đệ tử tại hiện trường đều lộ vẻ mừng rỡ trên võ đài một thanh niên mặc áo trắng dáng người cao ráo mi thanh mục tú đứng giữa không trung đối diện với ô thi nghị khí thế không hề thua kém xung quanh người thanh niên áo trắng này có những tinh thần hư ảo lấp lánh lực lượng tinh quang bao phủ khiến cho hắn trông thật huyền ảo nhưng điều kỳ lạ là thanh niên này vẫn luôn nhắm mắt không tệ có thể phá được cửu dương của ta xem ra cuối cùng cũng có một đối thủ ra dáng rồi Ô Thiên Nghị nheo mắt, người trước mặc dù cũng chỉ là bán bộ cực cảnh như hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy một áp lực nhất định. Hiển nhiên, người này không tầm thường. Trước khi đạo vô cực sư huynh thành danh, Phương Thanh Phong sư huynh từng là đệ tử có thiên phú cao nhất trong bảy phong, nghe nói lúc hắn sinh ra đã dẫn tinh quang tẩy kinh phạt tủy, hơn nữa còn là tinh đồng chi thể, ngàn năm khó gặp. Hừ, nghe nói tinh đồng có thể nhìn thấu vạn pháp thế gian, có Phương sư huynh xuất thủ, nhất định có thể dạy dỗ cho tên Ô Thiên Nghị kia một bài học tinh đồng chi thể, ô Thiên nghị cũng nghe thấy những lời bàn tán bên dưới, liền hơi nheo mắt. Ô thi nghị, phương mổ vốn không muốn ra tay, nhưng ngươi dường như quá mức coi thường người khác, chỉ dựa vào một vài trường hợp mà đánh giá toàn diện. Phương Thanh Phong nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo lại mang theo một chút từ tính. Dù hắn vẫn luôn nhắm mắt, nhưng ô Thiên nghị lại cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Ô mổ chẳng qua chỉ muốn chứng minh rằng người hạ giới không hề kém cạnh so với những kẻ từ thượng giới tự cho mình cao quý, đã nói rồi. Ánh mắt ô thi nghị thoáng hiện lên sự sắc bén, Lý Huynh và mộ dung huynh không màng danh tiếng, nhưng ô mộ không thể dung thứ cho những kẻ tiểu nhân xấu xí kia âm thầm nói xấu sau lưng. Hừ, ô thiên nghị, nếu không vào đạo môn, ngươi còn không biết bây giờ đang ở đâu làm chó hoang đấy, hiện tại lại không coi đồng môn ra gì, quả thật là kẻ vong ân phụ nghĩa, hừ, có phương sư huynh ở đây, ngươi tốt nhất nên quỳ xuống xin tha, nếu không im miệng, Phương Thanh Phong lạnh lùng quát một tiếng. Lùng khí mạnh mẽ, lập tức khiến cho hiện trường im lặng như tờ. Miệng lưỡi của bọn họ hơi quá, ngươi dạy dỗ bọn họ thì cũng thôi, nhưng ngươi không nên đánh đồng cả đạo môn vào. Phương Thanh Phong từ từ giơ tay, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển trong lòng bàn tay. Như vậy, ngươi sẽ trở thành kẻ bị công kích từ nhiều phía, đắc tội không ít người đâu. Vậy thì sao, đánh bại ô mổ rồi hãy nói, Ô Thiên Nghị nâng tay vung kiếm, bầu trời tối sầm. Chính là chiêu cuối của cửu dương, cực dạ. Kiếm tu rất mạnh, nhưng thất tinh chi đạo của ta cũng không kém, Phương Thanh Phong lạnh lùng lên tiếng, trong tay hắn, các vị tinh tú rung rẩy. Trong bóng tối, bỗng nhiên có nước biển cuồn cuộn, một ngôi sao từ xa xa mọc lên, lập tức khiến cho đất trời đảo lộn. Ô Thiên Nghị mất đi trọng lực, bị biển nước cuốn lấy. Vô tận sóng nước ẩn chứa ngàn cân lực, liên tục đánh vào thân thể hắn. Chém, trong đám đông đứng xem, chỉ thấy bên trong biển nước, một đạo kiếm khí nóng bỏng bốc lên trời, khói trắng mờ mịt, chém thẳng vào ngôi sao kia. ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng không ngừng, kiếm khí bắn ra khắp nơi, ngôi sao cũng vỡ nát thành từng mảnh đá nhỏ. Khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ ra dáng, tốt nhất đừng để ô mổ phải thất vọng, ô Thiên nghị mặc áo tím tung bay, kiếm gỗ phủ lửa, thế kiếm như mặt trời cháy rực. Phương Thanh Phong dù vẫn nhắm mắt, nhưng hai nắm đấm phủ đầy tinh quang mỗi cú đấm tung ra đều có thể chính xác đánh tan kiếm khí của ô thi nghị hai người giao đấu trên không trung đánh tới khó phân thắng bại khí lãng tung hoành quá mạnh chuyện này ô thi nghị lại có thể đấu ngang sức với phương sư huynh những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc sức mạnh của phương thanh phong họ đều từng chứng kiến tận mắt trong cùng cảnh giới hắn gần như vô địch chỉ sau này mới thua nửa chiêu trước đạo vô cực mà thôi không ai ngờ rằng một kiếm tu đến từ hạ giới lại có thể giao đấu với phương thanh phong sở hữu tinh đồng chi thể mà không hề rơi vào thế yếu cuộc chiến giữa hai người càng lúc càng kịch liệt không ai giành được lợi thế thất tinh chi đạo của người quả thực khó đối phó vậy hãy thử chiêu kiếm này của ô mổ ô thiên nghị xuyên qua màn tinh tú bay lên không trung thân như mặt trời rực rỡ giơ kiếm chém xuống kiếm khí tím lửa ngay lập tức bao phủ khắp vùng tinh tú thiên phần phương thanh phong nhíu mày liên tục né tránh cố gắng tiếp cận ô thiên nghị để phá chiêu kiếm này nhưng lại bị luồng kiếm khí lửa tím ngăn chặn không thể tới gần hắn có thể cảm nhận được luồng kiếm khí tím này khó đối phó đến mức nào chỉ cần bị dính vào là hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhưng một khi chỉ tránh né kiếm khí tím như vô tận càng lúc càng nhiều tinh tú quanh hắn đã bị không ít ngôi sao thiêu rụi dưới ngọn lửa đó cứ tiếp tục thế này thì không ổn phải tìm ra điểm yếu của chiêu kiếm này nghĩ tới đây hắn quyết định không giữ lại nữa trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người hắn từ từ mở mắt đó là một đôi mắt xanh thẳm như tinh hải cực kỳ rực rỡ lại mang theo vẻ thần bí sâu thẳm chỉ cần nhìn vào người ta không khỏi bị mê hoặc ngay khi mở mắt phương thanh phong lập tức nhìn thấy nguồn gốc của những luồng kiếm khí này thất tinh tụ lại trên đôi tay hắn thoáng cái đã né tránh tất cả các luồng kiếm khí lửa lao thẳng tới tấn công bản thể của ô thiên nghị tiên tri đây chính là tinh đồng sao ánh mắt ô thiên nghị lóe lên quả thực cảm nhận được vài phần khó đối phó nhưng thử tiếp chiêu kiếm này đã hắn giơ một tay ra trước tay kia ra sau làm thế dương cung lấp tên một luồng kiếm khí khủng bố mạnh mẽ hơn bột phát ngay lúc đó chính vần mặt trời xuất hiện trước mặt hắn biến thành mục tiêu ầm trường kiếm bắn ra cửu dương vỡ vụn hóa thành sức mạnh khổng lồ rót vào một chiêu kiếm đó ánh mắt phương thanh phong nghiêm trọng tinh quang trong đôi mắt bùng phát nắm tay siết chặt đủ rồi đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đòn tấn công của hai người bất ngờ xuất hiện một bóng người mặc bào trắng như mây trôi hắn giơ hai tay ra một tay nắm lấy trường kiếm mà ô thi nghị vừa bắn ra một tay nắm lấy cú đấm mà phương thanh phong vừa tung ra vững như bàn thạch tất cả khí tức sức mạnh trong khoảnh khắc đó đều tan biến cứ như thể khí thế mạnh mẽ của cả hai người vừa rồi chỉ là ảo giác lý huynh ô thiên nghị ngây người nhìn lỗ đen trong lòng bàn tay của lý trường sinh ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc xem ra hỗn độn tạo hóa chi đạo của lý huynh đã ngộ thêm một bước đánh tiếp thì cái võ đài này cũng bị các ngươi phá tan lý trường sinh giọng điệu hờ hững tùy tay hóa giải chiêu thức của hai người rồi ném cho ô thiên nghị một bình ngọc trong này có đan dược giúp ngươi đột phá cực cảnh chuẩn bị cho kỹ tới lúc thử luyện chính ma đừng để thu mộ dung thiên quá nhiều được ô thiên nghị gật đầu cất kiếm vào vỏ đồng thời liếc nhìn phương thanh phong đang cao mày chắp tay nói phương sư huynh trận chiến chưa xong này ô mổ nhớ kỹ trong lần thử luyện chính ma sắp tới nhất định phải tái đấu ta đợi ngươi phương thanh phong vung tay áo nhìn sâu vào lý trường sinh một cái rồi nhắm lại đôi mắt tinh quang rực rỡ đó có thể dễ dàng tiếp chiêu của hắn và ô thiên nghị thực lực người này thực lực lý trường sinh thâm bất khả trắc cùng với việc Lý Trường Sinh dẫn ô thi nghị rời đi, những người còn lại nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Người vừa rồi chẳng phải là Lý Trường Sinh, người đã bế quan lâu ngày sau, không ngờ hắn đã mạnh đến mức như vậy, những đòn tấn công của hai người kia, nếu đổi bất kỳ ai trong số họ lên ứng phó, chắc chắn không thể đỡ được. Không ai ngờ rằng, Lý Trường Sinh lại có thể nhẹ nhàng hóa giải tất cả. Với thực lực này, đạo vô cực liệu có thực sự là đối thủ của hắn, quản miệng mình cho tốt, nói ít thôi, chăm chỉ tu luyện mới là chính đạo. Phương Thanh Phong liếc nhìn đám người, vung tay áo, rồi cưỡi gió rời đi. Lúc này, ở một nơi khác trong Thanh Tâm Tông, khắp bầu trời như bị đóng băng, Liễu Vân thấm đứng quan sát từ xa. Xì, đột nhiên, một luồng kiếm quang rực rỡ bay vút lên, trời đất đầy băng sương nổ tung, một bóng người mặc đồ đen lao thẳng lên trời. Lăng sư tỷ muốn dùng cửu huyền chi thuật để vây khốn ta, e là chưa đủ, mộ dung thiên cầm kiếm đứng giữa không trung áo đen tung bay khắp trời băng vụn rơi như mưa lăng phi sương từ từ bước ra nhìn mộ dung thiên trên cao khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng cũng xuất hiện vài phần biến đổi không tồi xem ra những năm qua ngươi thực sự tiến bộ không ít đương nhiên rồi mộ dung thiên thu kiếm vào vỏ cười tươi những năm qua ngươi vất vả rồi lăng phi sương nhìn hắn khẽ động môi đỏ hàng mi hơi rung nhẹ dù mộ dung thiên tiến bộ rất nhanh trong những năm qua, nhưng những gian khổ và cảnh sinh tử mà hắn phải trải qua trong quá trình đó, chắc chắn là điều người thường khó mà tưởng tượng được. Người khác có lẽ chỉ ghen tị với sự tiến bộ của hắn, nhưng nàng lại quan tâm đến những khó khăn mà mộ dung thiên phải chịu đựng trong những năm qua. Hà, người tu luyện võ đạo, có gì mà khổ hay không khổ, chỉ cần đạt được thành tựu, thì không thể nói là khổ được. Mộ dung thiên gãi đầu, tỏ vẻ vô tư thấy hai người đã kết thúc trận đấu liễu vân thấm cũng bay lên ánh mắt đầy vẻ hài lòng được rồi mộ dung thiên trước khi chính ma thí luyện bắt đầu ngươi hãy ở đây mà tu luyện cho tốt đa tạ sư thúc mộ dung thiên chấp tay nhưng mà thanh tâm tông vốn không có nam đệ tử phản bối đến đây liệu có thích hợp không sao ở đây ta làm chủ lăng phi sương giơ tay giọng nói đầy vẻ không thể nghi ngờ mộ dung thiên nhìn nàng có chút kinh ngạc sư tỷ ở thanh tâm tông này mọi việc đều do ngươi quyết định sao không hiện nay thanh tâm tông cũng chia thành hai phái phía này ta làm chủ lăng phi sương liếc nhìn hắn một cái đáp lời hai phái mộ dung thiên cảm thấy đôi chút tò mò và nghi hoặc thấy vậy liễu vân thấm bước lên trước một bước giải thích phi sương là truyền nhân chuyển thế của nữ đế điểm này ngươi cũng biết nhưng nàng vẫn là phi sương không phải nữ đế bởi ký ức của nữ đế chưa từng tỉnh lại và hiện tại, lý do mà thanh tâm tông chia thành hai phái, chính là vì điều này. Mộ dung thiên từ từ cao mày, hỏi, chẳng lẽ có người muốn nữ đế tỉnh lại sao, đúng vậy. Liễu Vân thấm gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Một số người muốn nữ đế tỉnh lại để tiếp tục làm rạng rỡ thanh tâm tông, trong khi một số khác lại hy vọng phi sương giữ được bản ngã của mình để tiện cho việc kiểm soát nàng. Mộ dung thiên nhíu mày càng chặt, vậy chẳng phải đối với sư tỷ cả hai bên đều không thực lòng với nàng sao ngươi có thể hiểu như vậy thiên hạ bon chen vì lợi ích phi sương dù là thánh nữ của thanh tâm tông nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể tự do quyết định mọi việc liễu vân thấm nhìn mộ dung thiên nói tiếp chỉ là nhóm người muốn nữ đế tỉnh lại tuy trung thành với nữ đế nhưng cũng không dám làm trái ý phi sương còn nhóm muốn kiểm soát nàng thì lại không e ngại gì cả vậy còn ở lại đây làm gì cứ rời đi là xong mộ dung thiên cao mày nói đi liễu vân thấm không kiên nhẫn mà gõ nhẹ vào đầu hắn đi đâu đây sư tỷ ngươi là truyền nhân của nữ đế thời thượng cổ nếu rời khỏi thanh tâm tông mà không có ai bảo vệ e rằng không biết bao nhiêu người sẽ thèm muốn bí mật trên người nàng vậy thì phải làm sao mộ dung thiên cảm thấy lúng túng đi cũng không được ở cũng không xong không biết nên làm thế nào mới đúng thiên hạ đầy rẫy mưu mô sức mạnh là trên hết khi ngươi đủ mạnh sẽ không còn phải sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào nữa liễu vân thấm nhìn hai người họ giọng nói đầy thấm thía lần chính ma thí luyện này vì phi sương quá đặc biệt nên tông môn sẽ không để nàng tham gia tránh để nàng rơi vào tay ma đạo vậy nên nàng sẽ không có duyên với cơ hội bên trong đó còn ngươi sau khi vào trong trong khi đảm bảo an toàn cho bản thân hãy cố gắng nâng cao tu vi nếu sau này phi sương có xảy ra chuyện gì trong thanh tâm tông thì chỉ có thể dựa vào ngươi nghe những lời này mộ dung thiên hiếp một hơi sâu vẻ mặt trở nên nghiêm túc yên tâm đi sư thúc chỉ cần ta còn sống ta sẽ bảo vệ sư tỷ an toàn dù có phải cướp ta cũng sẽ đưa sư tỷ ra ngoài nghe hắn cam đoan hùng hồn như vậy liễu vân thấm cũng cảm thấy an tâm nhìn chàng trai mặc đồ đen trước mặt càng nhìn càng hài lòng lần chính ma thí luyện này lý trường sinh và ô thi nghị chắc chắn cũng sẽ tham gia hiện tại danh tiếng của họ trong đạo môn đã không thua kém gì những thiên tài kiệt xuất như đạo vô cực và phương thanh phong đương nhiên rồi bằng hữu của mộ dung thiên ta sao có thể mộ dung thiên đang vỗ ngực tự khen nhưng lời nói bỗng nhiên ngưng bạch khóe miệng giật giật hình bóng một tên đạo sĩ lười biếng suốt ngày ngủ vùi và chẳng chịu tu luyện hiện lên trong đầu hắn đúng rồi còn một chuyện nữa liễu vân thấm chợt nhớ ra điều gì thần sắc nghiêm túc hơn nhìn chằm chầm vào mộ dung thiên chuyện gì vậy lần chính ma thí luyện này dược tông rất xem trọng nghe nói họ sẽ dùng cuộc thử luyện này để xác định thiếu tông chủ của dược tông ứng viên mộ dung thiên ngạc nhiên đúng vậy nghe nói dược tông có một tấm bản đồ bị hư hỏng bên trong ghi lại vị trí phủ đệ của một dược đế thời thượng cổ lần này ai trong số cảnh tuyết và một ứng cử viên khác của dược tông tìm được phủ đệ đó trước và mang theo lệnh bài tùy thân của dược đế ra ngoài người đó sẽ trở thành thiếu tông chủ của dược tông liễu vân thấm nhìn hắn nghiêm giọng nói chu tư tư tuy thực lực không mạnh nhưng mối quan hệ của nàng lại rất rộng các thiên tài chính đạo như thiên dương tử của linh môn đạo vô cực của đạo môn long hải phượng vũ của linh tộc đều có chút giao tình với nàng có lẽ sẽ ra sức giúp đỡ nàng còn sư muội của ngươi thì chỉ có vài người các ngươi thôi nghe những lời này mộ dung thiên lại mỉm cười ánh mắt đầy khí phách Kiếm của mộ dung thiên ta là kiếm đệ nhất thiên hạ, thứ sư muội ta muốn, bất kỳ ai cũng không thể lấy đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ sau sự kiện tại trường Tịch Lâm, thế gian yên bình trong nhiều năm. Cho đến ngày hôm nay, chính, ma lưỡng đạo lại náo nhiệt khắp nơi. Lý do không có gì khác, chính ma thí luyện sẽ khai mở ngay trong hôm nay, tại ma vực, hợp hoang tông, dược phong. Thẩm an tại đứng ở mép vách đá. Sư tôn, đã gần đến giờ rồi hứa thiên diệp chắp tay cúi chào mọi thứ đã chuẩn bị xong chứ dạ xong rồi tốt thẩm an tại gật đầu dẫn hắn đến đại điện của đỉnh chủ phong nơi bách mị tiên quân đang đợi lần này ngoài hứa thiên diệp hợp hoang tông còn phái nhiều đệ tử tinh nhuệ khác tham gia thử luyện tuy nhiên chỉ có duy nhất một người đạt cực cảnh còn lại đều là hoàn cảnh về phần hứa tiểu vân thì không xuất hiện vì nếu tin tức nàng sở hữu hoang cổ đế hồn bị lộ ra sẽ gây nhiều rắc rối lần này các ngươi tiến vào bí cảnh thử luyện mọi chuyện đều phải nghe theo sự chỉ đạo của hắn hiểu rõ chưa bách mị tiên quân nhìn quanh đám đệ tử nói với giọng nghiêm nghị lời vừa dứt tất cả đệ tử đều gật đầu đồng ý mặc dù họ không quen biết hứa thiên diệp nhưng danh tiếng của sư phụ hắn đã vang khắp nơi ma đầu áo trắng ngay cả cường giả ở đế cảnh bất hủ bất hủ cũng phải dè chừng thẩm an tại nhìn xuống phía dưới nơi hứa thiên diệp đứng, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi không dặn dò gì thêm sao? Bách mị tiên quân nhíu mày hỏi. Không cần. Giọng thẩm an tại lạnh nhạt, không hề căng dặn gì hứa thiên diệp. Bách mị tiên quân lắc đầu, vung tay. Xuất phát, một đoàn một trăm người, được chính thẩm an tại và bách mị tiên quân hộ tống, hướng đến nơi mở bí cảnh thử luyện. Lối vào bí cảnh nằm ở đao vực, và họ sẽ phải mất một tháng để đến nơi. Dù là chính hay ma, lúc này, các thế lực có tư cách tham gia thử luyện đều đang tập trung đến đó. Chẳng bao lâu sau, Thẩm An Tại đã gặp lại ma đang tiên quân, bắt thần lão tổ và những người khác, họ đã chờ sẵn ở ngoài sơn môn hợp hoang tông. Khi nhìn thấy Thẩm An Tại lần nữa, ma đang tiên quân và bắt thần lão tổ trao nhau ánh mắt đầy lo lắng. Quả thật giống y hệt, nhưng bất kể là chuyện gì, hiện tại, độc trong cơ thể họ đã hoàn toàn được giải. Nếu muốn diệt trừ Thẩm An Tại, Họ chỉ có thể dựa vào cơ hội trong lần thử luyện bí cảnh này. Khi tất cả các cường giả chính, ma, linh yêu đều tề tụ, Thẩm An Tại chắc chắn sẽ không thể thoát thân. Nếu Bách Mị Tiên Quân muốn ra tay, chắc chắn sẽ có đại đế can thiệp. Tham kiến Thẩm Phong chủ. Ma đang Tiên Quân và những người khác hành lễ, nhưng họ lại chú ý nhìn nhiều hơn vào Hứa Thiên Diệp đứng sau Thẩm An Tại, trong lòng giấy lên những toan tính. Nếu một mình Mộ Dung Thiên không thể khiến Thẩm An Tại phát điên, thì sao không giết luôn tên tiểu tử này quan hệ giữa mộ dung thiên và thẩm an tại vẫn chưa rõ ràng nhưng hứa thiên diệp thì chắc chắn là đồ đệ của hắn đối diện với lễ nghi của bọn họ thẩm an tại chỉ thờ ơ ừ một tiếng thậm chí không thèm nhìn thêm lấy một cái thái độ lạnh lùng này khiến sắc mặt ma đan tiên quân và những người khác càng trở nên âm u đi thôi bí cảnh sắp khai mở rồi bách mị tiên quân nhẹ giọng nói đoàn người tiếp tục lên đường tiến đến đao vực đoàn người ma đạo quai phong lẫm liệt bay giữa tinh không sát khí ngút trời người thường nhìn từ xa đều phải kinh sợ không dám tới gần lần này tiến vào bí cảnh e rằng người của ma linh vực chúng ta sẽ trở thành mục tiêu chung của tất cả bách mị tiên quân nhìn đám đệ tử phía sau nói khẽ vì những việc thẩm an tại đã làm trước đó ma linh vực lần này chỉ có thể đơn độc chiến đấu dù là chính đạo hay các ma đạo khác đều sẽ không giúp đỡ họ thậm chí có khả năng sẽ tận diệt họ. Cũng may, vẫn còn có đệ tử của Ma Đan Môn và các thế lực khác giúp đỡ, nếu không người của Hợp Hoang Tông vào bí cảnh, có lẽ thật sự sẽ cô độc không ai hỗ trợ. Nghe những lời mang chút may mắn ấy, Thẩm An Tại cũng không nói gì thêm. Sau nhiều năm đóng cửa tu luyện, tu vi của hắn đã tăng tiến một bậc, đạt đến bất hủ bát phẩm. Đáng tiếc, trong thời gian dài như vậy, vẫn không có tin tức gì về thiện thi. Lần này tiến vào bí cảnh, các ngươi cần chú ý đến nhiều đối thủ bất kể là đạo môn đạo vô cực phương thanh phong hay linh môn thiên dương tử bạch ngọc thư hay linh tộc long hải phượng tiêu đều không phải dễ đối phó thấy hắn không để ý đến mình bách mị tiên quân liền quay sang bắt đầu nhắc nhở hứa thiên diệp và các đệ tử khác trong bí cảnh có vô số cơ duyên nhưng cũng vô cùng nguy hiểm lần này dược môn truyền ra tin tức họ mang ra hoang cổ dược đế lược đồ để cho hai ứng viên của dược môn tranh giành vị trí thiếu tông chủ Suốt nhiều năm qua, thậm chí trong bí cảnh chính, ma, rất ít có tin tức về đại đế. Các ngươi tốt nhất nên thận trọng." Bách Mị Tiên Quân tuy nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt cháy bỏng của đám người, nàng biết mình nói cũng như không. Tại Đao vực, chính thế lực lớn hội tụ, hàng vạn người bay lượn trên không, khí thế hùng hồn. Chỉ riêng những cường giả bất hủ đỉnh phong, đã có tới 179 người. Có thể nói lần thử luyện này đã tập hợp hơn một nửa cường giả đỉnh phong của chính đại tinh vực đừng nhìn số lượng nhiều đây chính là toàn bộ chính vực phải biết rằng trong ma linh vực số lượng cường giả bất hủ đỉnh phong cũng chỉ có vài người còn bị thẩm an tại giết đi hai người dược môn lĩnh môn đạo môn thanh tâm tông lưu gia thiên gia với nhiều thế lực hội tụ như vậy khó tránh khỏi sẽ có những cuộc tranh chấp thảo luận vừa vào nơi thử luyện thẩm an tại đã thu hút sự chú ý của người khác đó chính là thẩm an tại sao? Không biết y thuật của hắn, so với hạo hải huynh sẽ ra sao, môn chủ đạo môn nheo mắt nhìn về phía người bên cạnh. Theo ý ta, y thuật chưa chắc cao đến mức ấy, nhưng cách biểu hiện thì đúng là tự phụ quá đổi, gặp nhiều bậc tiền bối như vậy cũng không biết hành lễ. Một lão giả đầu trọc, thân hình đồ sộ, hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ châm biếm. Ê, thiên gia chủ, ngươi cẩn thận một chút, có tin đồn rằng ma đầu áo trắng này tâm địa độc ác, nên hãy về chừng khi hắn phát điên. Có người nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm An tại nghe những lời đó, không thèm để ý, hoàn toàn lờ đi. Còn Long Vân, chủ dược môn và những người khác cũng không nói gì. Có thể họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng một người thì đã trải qua, còn một người thì đã thấy, nên tất nhiên họ không dám nhiều lời. Dù chỉ là nói miệng. Phát điên, thiên gia chủ hư lạnh. Trong số đông đạo hữu thế này liệu có thể để hắn, một tên ma đạo côn đồ, hành sự không? Thiên gia chủ nói sai rồi, thẩm an tại không phải người ma đạo, nếu các ngươi muốn động thủ với hắn, cứ việc ra tay, chúng ta sẽ không giúp đỡ. Đúng vậy, hắn thuộc ma linh vực, tự lập một lĩnh vực, không phải đồng minh với chúng ta ở nghịch tiên hải. Chúng ta ở cửu minh giang còn sợ một ngày nào đó bị thẩm phong chủ thôn tính, và phải ăn những viên đan dược có độc của hắn. Những người ma đạo khác trao đổi vài câu, ý tứ rõ ràng là không ai sẽ ra tay giúp đỡ cũng như những gì mà bách mị tiên quân lo lắng trước đó giờ đây ma linh vực đã trở thành mục tiêu chung điều này càng làm nàng lo lắng hơn nếu ở bên ngoài đã như vậy khi vào trong bí cảnh với thân phận của hứa thiên diệp chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều thẩm an tại thật sự phải để hắn vào sao những người này chỉ một vài câu cũng đã không ngừng chăm chọc ma linh vực ma đang tiên quân và những người khác im lặng ánh mắt chớp động nhìn về phía thẩm an tại Đối diện với sự khiêu khích của họ, Thẩm An Tại chỉ liếc nhìn, lạnh lùng lên tiếng. Muốn chết cứ nói. Bốn chữ đơn giản này khiến cho sắc mặt những người vừa nói lập tức trở nên khó coi. Thẩm An Tại, ngươi có vẻ thật ngạo mạn, đây không phải ma linh vực của ngươi đâu, lão phu khuyên ngươi nên thận trọng trong lời nói và hành động, thiên gia chủ hừ lạnh, hoàn toàn không để lời đe dọa của hắn vào mắt. Vù, chỉ trong một khoảnh khắc, Thẩm An Tại đã xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn hoảng hốt lùi lại một bước nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó, trong lòng thiên gia chủ không khỏi, đau nhói. Thẩm mổ không cẩn trọng trong lời nói, ngươi định thế nào, ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ đối phương, giờ đây thiên gia chủ lại có phần trùng bước, lắp bắp không nói nên lời. Nhìn sang bên Long Vân và những người khác, hắn phát hiện ánh mắt của họ lại mang theo chút thích thú, càng khiến hắn bối rối. Không dám nói thì hãy im lặng. Thẩm an tại hư lạnh một tiếng, không muốn so đo với hắn. Những người khác chứng kiến cảnh tượng này, tiếng nói lập tức nhỏ lại nhiều. "Mộ Dung huynh, Thẩm Phong chủ rốt cuộc là ai? Nghe nói hắn đã vào linh giới cứu ngươi." Ô Thi Nghị ôm lấy thanh kiếm gỗ, tiến lại gần bên cạnh Mộ Dung Thiên, tò mò hỏi. Mộ Dung Thiên lắc đầu, ánh mắt trầm tư nhìn Thẩm An tại nhưng không nói gì. "Sư huynh." Tiêu Cảnh Tuyết cũng bay đến, ánh mắt lấp lánh. Thời gian qua, nàng cũng đã nghe nhiều về những chuyện Mộ Dung Thiên trải qua cảm thấy rất đau lòng nhưng sau đó nghe nói thẩm an tại đã giúp đỡ nàng mới thở phào nhẹ nhõm muội yên tâm lần này vào bí cảnh có sư huynh ở đây nhất định sẽ giúp muội trở thành thiếu tông chủ của dược môn thấy nàng đến mộ dung thiên mới nở nụ cười vỗ ngực đảm bảo tiêu cảnh tuyết nhìn hắn rồi lại nhìn về phía thẩm an tại ở xa có chút do dự cuối cùng nàng chỉ nhẹ gật đầu ừm một tiếng nàng biết rõ thân phận của thẩm an tại những lời hắn từng nói khi luyện chế đế đan vẫn in đậm trong tâm trí nhưng nếu như sư phụ không thừa nhận chắc chắn có lý do của riêng người bí cảnh sắp mở rồi trong đám đông không biết ai hô to lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về phía xa âm 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 thanh vang dội trên bầu trời xuất hiện một khe lớn không gian nứt ra để lộ cảnh tượng bên trong đó là một biển sao u ám mang lại cảm giác hoang sơ cổ kính khiến tất cả mọi người có mặt đều đứng nghiêm như thể hai khoảng thời gian khác nhau vừa mở ra một lối đi. Đó chính là Hoang Cổ, nhóc con, vào đi, ở bên trong tu luyện sẽ rất có lợi, ta rất mong chờ ngày các ngươi xuất hiện, đi nào." Khi những hình bóng lao vào lối đi, Liễu Vân Thấm cũng khẽ gật đầu với Mộ Dung Thiên. "Đông Phương Thanh một đâu?" Mộ Dung Thiên nhíu mày, nhìn xung quanh. "Không biết, đã đợi một thời gian nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng." Ô Thiên Nghị, Lý Trường Sinh cũng lắc đầu. "Người này chắc chắn lại lẫn trốn ngủ nướng ở đâu đó thậm chí còn không tuân thủ thỏa thuận của chúng ta mộ dung thiên không khỏi cảm thấy tức giận thôi hắn không có ý định này không cần để tâm ô thiên nghị vỗ vai hắn ta đi trước một bước trận chiến chưa hoàn tất đó ta sẽ đợi ngươi bên trong đột nhiên một tiếng hô vang lên phương thanh phong đạp lên đuôi sao lưu ảnh chồng chất lao thẳng vào bên trong thừ lý trường sinh đừng đến lúc đó lại sợ chết không dám vào nhé đạo vô cực đứng trên cao, lạnh lùng nói xong cũng bay vào lối vào. Lời của hai người khiến mộ dung thiên nhíu mày, ghé sát tai ô thiên nghị hỏi. Thứ gì mà kiêu ngạo vậy, đó là anh trai của đạo thành, khi chúng ta vào đạo môn đã bị ta chửi một trận, nên không cần lo lắng. Đạo thành là ai? Mộ dung thiên nhíu mày, không thể nhớ nổi người này. Ô thiên nghị nhăn nhó miệng, chính là người đã tranh đoạt long khí với ngươi trong long môn, có cái, linh thể gì đó. À mộ dung thiên cuối cùng cũng nhớ ra, lầm bầm nói, quá yếu, ta suýt nữa đã không nhớ ra. Có vẻ đông phương thanh một không đến được. Lý Trường Sinh nói một cách lạnh lùng, hắn liếc nhìn hướng mộ dung thiên đến, khẽ nhíu mày. Sư tỷ ngươi không đến sao, ngươi hỏi nàng làm gì, hỏi thôi. Có chuyện gì cần tìm nàng, không có chuyện gì. Vậy hỏi nàng làm gì, Lý Trường Sinh nhìn mộ dung thiên thật sâu, lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Tiêu cảnh tuyết chào những người như Liễu Vân Thấm, Tông Chủ Dược Môn, sau khi họ gật đầu, cùng với vài người bay lên không trung. Vô số hình bóng lao vào trong lối đi khổng lồ, như thể bị cái miệng khổng lồ của hoang cổ nuốt chửng. Các ngươi cũng đi đi. Ma Đan Tiên Quân liếc nhìn những người đứng phía sau, lạnh lùng nói. Vâng, đệ tử Ma Đan Môn nhìn về phía mộ dung thiên, sau đó cũng bay vào. Sư Tôn, đệ tử đi đây. Hứa Thiên Diệp chào hỏi. Thẩm An tại khẽ gật đầu, hắn bay lên tiếng lên một bước, nói ra bốn chữ lạnh lùng. Sống mà trở ra. Hứa Thiên Diệp hơi sững sờ, quay lại nhìn hắn, gật đầu chắc nịch. Khi những nhân tài từ các môn phái lần lượt bay vào trong lối đi, cửa vào khổng lồ cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Khi mọi người tưởng rằng không còn ai nữa, đột nhiên từ xa một ánh sáng máu vụt qua. Đó là một thanh đao màu máu, mục tiêu chính là lối vào đó là huyết thôn ma đao thiên gia chủ ngay lập tức nhận ra ánh sáng đao sắc mặt lập tức trở nên ác độc vọt lên không trung ngươi dám hiện thân áp lực khủng khiếp đè nặng khiến thẩm an tại nhíu mày đã đến lúc tính sổ những lời vô nghĩa vừa rồi của ngươi rầm một thanh kiếm vàng lớn từ trên trời rơi xuống trực tiếp đè bẹp thiên gia chủ xuống đất đá vụn tung tóe và chỉ trong thời gian đó ánh sáng máu đã nhanh chóng lẫn vào trong lối đi đang đóng lại trước khi vào cậu bé bịt mắt mặc áo xám hơi nghiêng tai, như thể cảm nhận một cách nghiêm túc về khí tức ở phía sau. Vù, lối đi hoàn toàn khép lại, không gian nơi này đã hoàn toàn hòa lại. Thẩm an tại. Tiếng gào thét tức giận vang lên, thiên gia chủ giận dữ bay lên, mặt mày lấm lem, mạch máu trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám ra tay bất ngờ, tìm chết, thẩm an tại ánh mắt lạnh lùng, đứng thẳng lưng, nói, bây giờ, có thể tính sổ những lời ngươi đã nói ngươi sắc mặt thiên gia chủ chuyển biến xanh đỏ sao không tính lúc trước mà lại đúng lúc này mọi người có mặt đều bị cảnh tượng đột ngột xảy ra này làm cho cảm thấy khó hiểu không biết phải làm sao cái này nếu nói là tính sổ cũng không cần nhanh như vậy chứ thẩm an tại ngươi đúng là một kẻ điên sắc mặt thiên gia chủ cực kỳ khó coi lúc trước không tính bây giờ lại tính tên này thật sự là một kẻ thất thường không trách được người ta nói hắn là kẻ điên đến đây, một trận sinh tử. Thẩm An tại không nói nhiều, chỉ giơ tay lên, vô số kiếm khí tụ lại. Sát khí bùng lên, hóa thành biển máu, rung chuyển cả trường. Nhiều người có mặt đều biến sắc, ngạc nhiên không thôi. Tên này, thật sự là đang nghiêm túc, hắn thực sự định đánh nhau sinh tử với lão nhân của thiên gia ở đây sao, lão phu nào có sợ ngươi, thiên gia chủ cũng là một người có mặt mũi, dù sao cũng là nhân vật có tiếng tâm trong chính vực, không thể nào để bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên không thể nuốt trôi cơn tức này. Hắn gầm lên, y phục rách nát, lộ ra những cơ bắp rắn chắc. Điều đáng ngạc nhiên là, làn da của hắn thậm chí xuất hiện những vân như vảy cá, hơi mang sắc xanh đen. Thật sự là vảy của yêu thú côn hải lăng, chắc chắn hắn đã hoàn toàn hòa hợp với lớp vảy này, phòng ngự của hắn có thể sánh ngang với cực đạo chi khí, nhiều người hiện có ánh mắt đầy kinh ngạc. Thiên gia ở hoang vực không chỉ là một gia tộc rèn đúc, mà còn là một gia tộc luyện thể. Trong con đường thể tu, toàn bộ chính vực, họ tự xưng là số 2, không ai dám xưng là số 1. Mà theo như lời đồn, Thẩm An Tại cũng có thân thể cực kỳ mạnh mẽ, không biết một số người không khỏi so sánh hai người với nhau. Phía bên kia, Thẩm An Tại nhìn lão nhân thiên gia đang nổi giận, vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm, không chút dao động. Dừng lại, ngay khi hai người sắp sửa động thủ, bùng nổ một trận chiến sinh tử. Chủ nhân của Linh môn và Đạo môn đột nhiên xuất hiện giữa hai người, ngăn cản hành động của họ. Thử thách vừa mới bắt đầu, hai vị không nên lớn tiếng động thủ, sẽ làm hỏng nơi này, ân oán của các ngươi, chờ khi thử thách kết thúc hãy nói. Đúng vậy, nếu hai người quyết tâm ra tay, đừng trách bọn ta ngăn cản. Họ lên tiếng khuyên can. Nhiều cao thủ có mặt cũng gật đầu, thử thách vừa mới bắt đầu đã muốn đánh nhau, thật sự không hợp lý. Hơn nữa Thẩm An Tại còn có Bách Mị Tiên Quân đứng sau, hiện giờ không phải là chuyện dễ đối phó. Cùng với Ma Đan Tiên Quân và nhiều người khác, Hừ, chính là tên đi này ra tay trước, sau hai vị lại ngăn cản ta, Thiên Gia chủ tức giận, bất mãn nói, được rồi, chuyện này đến đây là đủ. Nếu các ngươi có ân oán gì, chờ thử thách kết thúc hãy nói. Người của Thanh Tâm Tông và Liễu Gia cũng tiến lên ngăn cản và khuyên nhủ. Còn bên phía Ma Linh Vực, tất cả đều đang nhìn về phía Thẩm An Tại người sau không nói gì, chỉ đứng yên trong không trung. Đối với hắn mà nói, nếu đối phương muốn đánh, thì hắn cũng không sợ. Hừ, thẩm điên, chờ khi thử thách kết thúc, người tốt nhất đừng chạy. Thiên gia chủ hừ lạnh một tiếng, thấy nhiều người xuất hiện ngăn cản, mới thôi. Trưởng lão Dược Tông, lần thử thách này, nghe nói ngài đã chuẩn bị một bảo vật, chủ môn đạo môn nhân cơ hội chuyển đề tài, nhìn về phía đó. Quả nhiên, tâm tư mọi người ngay lập tức bị câu nói của hắn thu hút cũng nhìn sang trưởng lão dược tông ánh mắt lóe sáng nhẹ gật đầu ban đầu dược mổ cũng không muốn lấy ra món đồ đó nhưng vài ngày trước bị thẩm phong chủ khiêu khích cho nên muốn thà rằng để lại cho hậu bối còn hơn là độc chiếm món đồ này để họ tự tìm cơ duyên xem ra dược trưởng lão rất kỳ vọng vào hai hậu bối này đương nhiên rồi hậu bối của chúng ta đâu phải những kẻ tầm thường có thể so sánh một tên mập mạp đầu to mặt mũi mập mập tiến lên nói sắc mặt kiêu ngạo lời nói mang ý chỉ rất rõ ràng rõ ràng hắn đang ám chỉ đến tiêu cảnh tuyết hắn không ai khác chính là gia chủ chu gia chu thường lời nói này cũng thu hút sự đồng tình của không ít người đúng vậy thiên phú dược đạo của chu tư tư không hề thua kém so với dược lão ngày xưa nếu có thời gian chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại đúng thế mà tiêu cảnh tuyết kia nghe nói xuất thân từ hạ giới lại không đặt tâm tư vào chính đạo, đã đến dược tông nhiều năm, chỉ toàn đi nịnh bợ lòng người mà thôi. Nhiều người phụ họa, vài câu lại kéo xuống. Âm thanh này, gần như toàn bộ đều đang bên vực cho Chu Tư Tư. Nhưng mọi người đều hiểu rõ. Giúp đỡ không phải là cho Chu Tư Tư, mà là cho Chu gia chủ. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn về phía trưởng lão Dược Tông, thần sắc như muốn nói, nhìn đi, đây chính là tộc nhân của Chu gia chúng ta nếu trong tương lai muốn ai ngồi lên vị trí trưởng lão dược tông tốt nhất nên cân nhắc kỹ trưởng lão dược tông hơi nhíu mày thực ra hắn không mấy thích chu tư tư nhưng thế lực của chu gia thực sự không nhỏ không đúng theo ý của tiết mổ tiêu cảnh tuyết không hề kém hơn chu tư tư trưởng lão của chúng ta khi trở về từ tiết gia đã khen không dứt miệng về nàng ngay lúc này một giọng nói không hợp thời vang lên chu thường nhíu mày mọi người cũng nhìn sang người nói không ai khác chính là gia chủ Tiết gia. Hôm đó trước mặt bao người, Tiêu Cảnh Tuyết đã tìm ra thiên địa chi linh, điều này ngay cả mọi người có mặt đều không làm được, các ngươi có phải đã quên rồi không? Tiết gia chủ nhìn xung quanh, giọng điệu đầy ý nghĩa sâu xa. "Hừ, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, có thể nói là nàng có liên hệ với Thẩm An Tại, nếu không với tư cách một tiểu bối, làm sao có thể phát hiện ra thiên địa chi linh?" Chu Thường hừ lạnh, tiếp theo nói, "Hơn nữa, cho dù nàng có thiên phú mạnh đến đâu, tranh giành đế đạo lệnh cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú dược đạo câu nói ở nhà nhờ cha mẹ ra ngoài cậy bạn bè là chính xác miệng chu thường hơi nhếch lên không may bạn bè của tư tư nhiều vô số đều là những yêu quái như long hải đạo vô cực còn tiêu cảnh tuyết hình như không có bạn bè ta thấy ngươi nên đổi tên chu thường thành chu não thì hơn thẩm an tại đột nhiên lên tiếng mọi người đều ngạc nhiên chu thường càng ngỡ ngàng hơn sắc mặt trở nên u ám hơn tiêu cảnh tuyết tuy có ít bạn bè nhưng nàng có một vị sư huynh đã đủ để nghiền nát những yêu quái mà ngươi vừa nói sư huynh chu thường nhíu mày rồi chợt nhớ ra điều gì ngươi đang nói về mộ dung thiên vì là đối thủ của chu tư tư tất nhiên hắn cũng đã điều tra về tiêu cảnh tuyết nhưng một mộ dung thiên dù cho cá nhân có mạnh đến đâu có thể nào so sánh được với đám người bên cạnh chu tư tư sao hừm ngươi nghĩ rằng chu gia không có chuẩn bị sao Mộ Dung Thiên dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một cực cảnh, tay không khó mà đấu lại bốn tay, trong lần thử thách này, ta đã cho tư tình một món cực phẩm cực đạo chi khí, chuyên trị kiếm tu. Chu Thường cười lạnh, trước món cực đạo chi khí đó, Mộ Dung Thiên có ra trò gì không, cho dù là rồng cũng phải quỳ xuống, hổ cũng phải nằm gục, cực đạo chi khí thẩm an tại lẩm bẩm, ánh mắt đầy khinh bỉ, không muốn tiếp tục nói chuyện với cái đầu lợn này. Thấy hắn không trả lời, Chu Thường còn tưởng hắn không biết nói gì càng lúc càng kiêu ngạo dám hỏi chu gia chủ vật đó là gì chuyên khắc kiếm tu lại là cực phẩm cực đạo chi khí chẳng lẽ là bao kiếm của vong nhật kiếm đế một người nhíu mày suy nghĩ đột nhiên lên tiếng đúng rồi chính là bao kiếm của vong nhật kiếm đế chu thường ngẩng đầu sắc mặt tự hào vật này năm đó cũng được mang ra từ bí cảnh khắc chữ vong nhật trong đó có kiếm y lão gia chủ đã tìm rất nhiều kiếm tiên tự mình kiểm tra dưới sức kiếm y đó họ không thể rút kiếm ra nghe đến đây mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên không ngờ gia chủ chu lại giao vật này cho chu tư tư vật này mặc dù chỉ là một chiếc bao kiếm nhưng lại là cực phẩm cực đạo chi khí điều này cũng chứng minh rằng năm đó kiếm của vong nhật kiếm đế chắc chắn là đế khí có lẽ lần này chu thường để chu tư tư mang theo vật này vào mục đích thứ yếu là nhằm vào mộ dung thiên còn mục đích chính là tìm kiếm vong nhật kiếm mọi người nhìn nhau nhíu mày nếu biết sớm tin tức này chắc chắn họ sẽ nhắc nhở hậu bối của mình chú ý hơn không nên dùng quá nhiều lá bài trong việc tìm kiếm địa điểm của dược đế nếu có thể tìm được vong nhật kiếm không chừng có thể tìm thấy phủ đệ của vong nhật kiếm đế điều đó thực sự là cơ hội lớn cho võ giả ngoài dược sư đặc biệt là cơ hội lớn cho kiếm tu thẩm an tại lắng nghe những lời họ nói sắc mặt vẫn bình thản không hề ngạc nhiên hay lo lắng kết cục bên trong có lẽ đã định sẵn không thể thay đổi điều gì hắn chỉ biết hai đệ tử của mình chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì dù mình không ra tay nói chi đến việc chỉ là bao kiếm của vong nhật kiếm cho dù chu tư tư thật sự cầm được vong nhật kiếm tên ngốc và tiêu cảnh tuyết cũng sẽ không sợ cái gì mà đế khí chỉ như vậy thôi mà phía bên kia sau khi xuyên qua cánh cổng đây là một khu rừng lớn cây cối che trời hơn hẳn so với trường tịch lâm trước kia điều quan trọng hơn là tại nơi này ý chí của các đại đạo vô cùng đậm đặc, ánh sao vô số. Trong bí cảnh này, lại thích hợp tu luyện đến vậy, Mộ Dung Thiên đến đây, lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi hắn quay lại nhìn, lại cảm thấy đầu đau. Thôi, chỉ còn lại mình hắn. Quả nhiên, chỉ cần là những loại bí cảnh này, chắc chắn sẽ tách họ ra. Nghe nói nơi này rất giống với môi trường hoang cổ trước kia, với sức mạnh thiên địa đậm đặc như vậy, không ngạc nhiên khi những võ giả hoang cổ đều là quái vật. Mộ Dung Thiên không khỏi cảm thán một câu, rồi nghiêm túc lại. Trước hết phải tìm được sư muội của họ mới quan trọng, nếu không đi trễ, để cho Chu Tư Tư gặp sư muội thì không hay. Nghĩ vậy, hắn bước một bước rồi bay lên. Tuy nhiên, vừa bay lên được vài trượng, biến cố bất ngờ xảy ra. Cảm giác như một ngọn núi đè xuống, khiến cả cơ thể hắn cảm thấy nặng nề. Mà cảm giác này, càng lên cao càng rõ rệt. Cấm không, Mộ Dung Thiên nhíu mày cũng không hẳn là cấm không, chỉ là muốn bay lên cao hơn, áp lực sẽ lớn hơn, tốc độ cũng chậm lại nhiều, như là gánh nặng vậy. Thôi, tìm kiếm ở độ cao thấp trước, xem gần đây có hơi thở của sư muội không. Hắn lắc đầu, cũng không định bay quá cao. Vù, đột nhiên, hắn cảm thấy một sự cảnh giác mạnh mẽ, lập tức lộ người. Một cái dây leo khổng lồ vừa quét qua trước mặt hắn, tiếng gió vù vù. Cái gì vậy? Mộ Dung Thiên nhíu mày, nhìn xung quanh nhưng không thấy người ra tay cũng không rõ dây leo đó đã đi đâu có người đánh lén ánh mắt hắn lóe lên rồi lại lắc đầu không thể nào đã có nhiều người vào bí cảnh như vậy nhưng nếu có người đủ sức tấn công bất ngờ hắn lại không để lộ chút khí tức nào thì chắc chắn không thể là kẻ vô danh hắn cũng sớm nên nghe danh người đó rồi chắc chắn không phải lý do này vậy chỉ có thể là điều quái lạ của khu rừng này mà thôi hắn nhắm mắt phát tán thần hồn lực rút ra thiên thanh kiếm toàn tâm phòng bị liễu sư thúc đã từng giới thiệu qua với hắn về một vài điều cần lưu ý trong bí cảnh vì đây là địa vực hoang cổ nhiều năm mới mở ra một lần bên trong chứa đựng tinh hoa chi đạo to lớn trong những năm đóng kín không có ai hấp thụ vì vậy cỏ cây thành tinh đá núi tác quái khi bí cảnh mở ra những kẻ ngoại lai như họ xâm nhập vào muốn tranh đoạt tinh hoa trời đất với chúng chúng tự nhiên sẽ không cho phép. Hơn nữa, chúng cũng sẽ coi những kẻ ngoại lai like này là thức ăn để hấp thụ. Thực lực của những cỏ cây tinh quái không lớn, nhưng lại rất quái dị, khó phòng ngừa. Nên những năm qua, không ít võ giả đã bất cẩn mà bỏ mạng vì chúng. Quá quỷ quyệt. Hắn cảnh giác hồi lâu, nhưng phát hiện ra rằng thứ ẩn nấp trong bóng tối đó chẳng dám ra tay, hắn cũng cảm thấy hơi bực bội. Kiếm ấn, khởi, hắn chạm nhẹ vào trán, ấn kiếm màu trắng hiện lên. Chỉ trong nháy mắt, một luồng kiếm ý mạnh mẽ tỏa ra, bao trùm khắp nơi, hình thành một lĩnh vực kiếm ý, trong lĩnh vực này, tất cả hoa cỏ, cây cối, đá vụn đều bị phủ một lớp kiếm ý, giống như kiếm ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh kiếm vang, tương ứng với ấn kiếm trên trán hắn. Chỉ có một cây dây leo bình thường ở sâu bên trong là có vẻ không hợp. Đã tìm thấy ngươi, ánh mắt hắn sắc lại, một bước nhảy lên không. Xẹt, một tia sét lóe lên, cây dây leo kia lập tức biến thành một mảnh đen thui vỡ vụn ra kèm theo đó là một tiếng kêu yếu ớt ta cứ tưởng đó là thứ gì lợi hại không ngờ chỉ có vậy thật tẻ nhạt hắn thấy vậy lắc đầu cảm thấy hơi chán chường cứ tưởng những tinh quái mà mọi người kiên kỵ là những nhân vật lợi hại không ngờ chỉ có chút sức như vậy nhưng ngay khi hắn vừa thu kiếm lại chuẩn bị rời đi đột nhiên nhíu mày nhảy vọt lên cao vài trượng tại nơi hắn đứng vô số dây mầm chui lên từ đất trên đó còn kéo theo vô số răng cưa sắc nhọn một khi bị cuốn vào e rằng vỏ giả bình thường sẽ ngay lập tức bị nghiền thành bột thịt quỷ quyệt thật vậy mà còn chưa chết hắn nhíu mày tung một đấm ầm uhm, vô số dây mầm bị nghiền nát mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn cây cối sụp đổ hắn rơi xuống đất nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt chậm rãi nhíu mày không đúng mặc dù hắn không dùng kiếm nhưng cú đấm này không nên chỉ có sức mạnh này không nói đến việc phá hủy hư không mà ngay cả làm không gian rung động một chút cũng không được nơi này tuyệt đối không đơn giản như hắn tưởng tượng nhanh chóng kết thúc địa vực chưa biết kẻ thù chưa biết khiến hắn nghiêm mặt trực tiếp rút kiếm vút nhẹ lên kiếm cửu dương thiên phá kiếm khí màu vàng lửa bùng nổ hắn đứng đó như một mặt trời chói mắt mọi nơi ánh sáng chiếu đến kiếm khí lửa liền lan tỏa chỉ trong nháy mắt khu rừng rậm này đã biến thành một biển lửa cuồn cuộn. Đây chính là chiêu mà hắn học được từ ô thi nghị, hừ, lửa cháy rực trời, trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Từng gốc đại thụ không chịu nổi sự tấn công của ngọn lửa, ầm ầm đổ xuống, bắn ra vô số tia lửa. Trong biển lửa này, mộ dung thiên chăm chú quan sát. Cuối cùng, giữa ánh lửa, một bóng đen nhanh chóng luồn lách giữa các cây đại thụ, né tránh những tia kiếm khí và ánh lửa bay loạn đã tìm thấy ngươi rồi, mắt hắn lóe lên, lao mình phóng tới. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tóm được bóng đen ấy. Một cái vung tay, ánh lửa rực trời liền tan biến. Hắn cẩn thận quan sát kỹ thứ nhỏ bé vẫn không ngừng giãy dụa trước mặt. Đó là một sinh vật nhỏ bằng bàn tay, trông như nhân sâm, toàn thân đen xanh, còn có một khuôn mặt giống hệt đứa trẻ sơ sinh. Đây là thứ gì? Mộ dung thiên nhíu mày, dù đã đọc qua vô số y thư, hắn vẫn không thể nhận ra sinh vật này là gì. Buông ra. Buông đại gia của ngươi ra, bất ngờ, cây nhân sâm ấy bật thốt lên, lớn tiếng hét, cố gắng giải dụa. Hửm, mộ dung thiên nhướng mày. Nó còn biết nói tiếng người, xem ra tinh quái ở đây khi hóa hình thành tinh, linh trí cũng chẳng thấp. Này, ngươi là vật gì, vì sao lại ra tay với ta, hắn chưa vội thả tay ngay, mà hỏi tới, vì sợ nếu buông tay ra thì tên này lại chạy mất dạng đại gia ta chính là sơn thần của ngọn núi này bọn thấp hèn các ngươi dám vô lễ với đại gia mau thả ta ra nếu không khi chủ nhân của ta quay lại nhất định sẽ khiến ngươi không sống yên ổn cây nhân sâm tự xưng là sơn thần lớn giọng đe dọa sơn thần mộ dung thiên cười khẩy ngươi chỉ có chút thực lực hoàn cảnh mà cũng dám tự xưng là sơn thần vả lại ngươi nói có chủ nhân chủ nhân của ngươi là ai hừ cái gì mà thực lực hoàn cảnh đó là vì chủ nhân đi làm việc mượn tạm thân thể ta mà thôi. Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, chủ nhân của ta chính là Lâm Tẩn, Lâm Tẩn. Mộ dung thiên lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Cây nhân sâm rõ ràng ngẩn người ra một lúc, chưa nghe danh của chủ nhân ta, vậy thanh kiếm, tẩn nhật, của người ngươi hẳn phải nghe qua rồi chứ, chưa nghe. Hắn lại lắc đầu. Chưa nghe qua, cây nhân sâm nghi hoặc nhìn chầm chầm vào người trước mắt, vẻ kỳ quái, ngươi từ đâu tới vậy, đúng là chẳng có chút kiến thức, làm nghẹt thở đại gia rồi mau thả ra trong khi nó đang giải dụa, mộ dung thiên liền thả tay ra cây nhân sâm rơi xuống đất phủi bụi trên thân mình hừ hai tiếng rồi chống nạnh nói nghe cho rõ đại gia ta tên là mộc long chính là kiếm thị đệ nhất bên cạnh chủ nhân bọn ngươi là tiểu bối gặp đại gia mà còn không quỳ xuống hành lễ quả thật là không biết lễ nghi ồ thứ nhỏ bé như ngươi mà cũng dám tự xưng là rồng còn nói gì lễ nghi chẳng lẽ việc ngươi tập kích một kiếm tiên như ta là có lễ nghi hay sao? Mộ dung thiên thấy tiểu gia hỏa này cũng thú vị, không khỏi chật lưỡi nói. Tập kích cái gì mà tập kích, ngoại nhân dám xông vào địa phận của chủ nhân, bản sơn thần không tức khắc luyện hóa ngươi đã là quá nhân từ rồi. Ngươi nói đây là địa phận của chủ nhân ngươi, thế đây là địa phận của chủ nhân ngươi thật sao? Ngọn núi này có ghi tên của chủ nhân nhà ngươi hay chủ nhân ngươi có khế ước đất đai à? Mộ dung thiên cười châm chọc. Hừ, mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, đó viết gì? một lông trừng mắt kiêu ngạo chỉ tay về phía xa theo hướng tay nó chỉ mộ dung thiên thoáng ngẩn ra giữa đống tro tàn và ánh lửa một tảng đá xám đen sừng sững gió thổi qua cuốn đi lớp bụi bám lộ ra ba chữ khắc trên đó tẩn nhật sơn à mộ dung thiên gãi đầu không ngờ ngọn núi này quả thật lại có tên tiểu tử giờ ngươi đã biết sai chưa đụng chạm bản sơn thần mà không mau xin lỗi một lông được đà lấn tới một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào mộ dung thiên tuy nhiên ngay lúc này từ xa núi non bất ngờ rung chuyển bụi đất tung trời cây cối sụp đổ một luồng uy áp khủng khiếp tỏa ra khiến một lông toàn thân run rẩy bật cao ba thước trực tiếp cắm đầu xuống định độn thổ chạy trốn muốn chạy mộ dung thiên nhanh tay lẹ mắt trong chớp mắt đã nắm chặt lấy đôi chân nó nhấc bổng lên này 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 mau thả đại gia ra, cái tên kia tỉnh rồi, người mau thả ra, một lông không ngừng giải dụa, có vẻ rất sợ hãi thứ đang đến từ phương xa kia. Mộ dung thiên nhìn về phía xa. Một dãy núi cao chập trùng nối tiếp nhau, đá núi vỡ vụn, một đôi bàn tay đá khổng lồ thò ra, theo sau là một cái đầu quái dị đầy đá nhọn. Gào, quái vật đá khổng lồ đứng vững như núi, không ngừng đập ngực mình, như một con thị khổng lồ được tạo thành từ những ngọn núi. Đó là cái gì, cũng là tinh quái sao, mộ dung thiên nhướng mày, cảm thấy hơi hiếu kỳ. Cái gã đó tên là nham quái, da dày thịt chắc vô cùng, người mau thả bản sơn thần ra, đôi mắt thiếu niên hẹp lại, quan sát con khỉ khổng lồ trên núi. Đôi mắt của khỉ khổng lồ ánh lên vẻ hung dữ, ngay lập tức khóa chặt vào một lông, lỗ mũi thở ra những tiếng nặng nề. Gào, nó dường như không hoàn toàn có trí khôn, gào lên một tiếng rồi lao tới. Ê, hình như nó nhắm vào ngươi đấy. Mộ dung thiên gãi cầm nói. Ngươi mau thả bản sơn thần ra, khi khỉ khổng lồ chạy tới, mặt đất trung chuyển dữ dội, một lông cũng càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Ô, được. Mộ dung thiên buông tay. Khi được tự do, một lông lập tức lao xuống đất, muốn chạy trốn như lần trước. Thế nhưng, bùng, một tiếng nổ vang, đất bùng trở nên cứng như sắt, không nhúc nhích. Ngược lại, một lông bị đau, ôm đầu trên mặt đất mà gầm ghè, rất đau đớn. Đều tại ngươi, đều tại ngươi, khiến bản đại gia bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất, giờ thì xong rồi, giờ thì đất biến thành đá, không thể chạy được nữa rồi. Một lông kêu lên, trên mặt có nhiều nét sợ hãi, như thể con khỉ khổng lồ đang chạy tới khiến nó rất sợ hãi. Rầm, khỉ khổng lồ giáng một cú đấm xuống, mộ dung thiên nghi người tránh qua, một lông cũng giật mình chạy thuộc mạng, hoảng loạn vô cùng. Trong mắt khỉ khổng lồ, dường như chỉ có một lông, hoàn toàn không nhìn mộ dung thiên một cái. Thấy tình hình như vậy, ánh mắt hắn không khỏi hơi lóe lên, gãi cầm suy nghĩ. Mặc dù sức mạnh của nham quái rất mạnh, nhưng nhìn qua cũng chỉ có thực lực khoảng hoàn cảnh thất bát trọng, trí khôn không đầy đủ. Ngược lại, cái gã tự xưng là sơn thần một long này, thực lực rõ ràng không tốt, nhưng trí khôn lại không thấp, hiển nhiên không đơn giản. Nếu có thể để nó, tên dân bản địa này, giúp tìm người, hẳn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nghĩ vậy mộ dung thiên lên tiếng ê tiểu gia hỏa chúng ta là một giao ước nhé giao ước gì giờ này mà còn giao ước bản đại gia sắp chết rồi còn giao ước cái gì một lông vừa chạy trốn điên cuồng vừa mắng chửi trốn ra sau lưng mộ dung thiên gào khỉ khổng lồ đập ngực nắm chặt hai tay lại một lần nữa mạnh mẽ đập xuống mộ dung thiên và một lông mau chạy mau chạy một lông hoảng sợ nắm lấy vạt áo hắn mà chuẩn bị chạy nhưng phát hiện căn bản không kéo được. Nhìn nắm đấm khổng lồ như ngọn núi, mộ dung thiên từ từ nắm chặt thanh kiếm ở sau lưng, trong mắt lóe lên ánh sáng chớp. Giao ước là, ta cứu ngươi một mạng, ngươi giúp ta tìm người. Một lông ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên áo đen rút kiếm chém lên trời, đón lấy cú đấm khổng lồ kia. Sau đó, ánh chớp bùng lên, như những cột trụ kinh thiên. Xì, ánh kiếm lóe lên, Thiếu niên áo đen đứng trên đầu khỉ khổng lồ, một cái vung tay thu kiếm vào vỏ. Hắn quay lưng về phía một long, áo đen bay phấp phới, lạnh lùng quay đầu lại. Như vậy thì sao? Trầm, khi mộ dung thiên vừa dứt lời, khỉ khổng lồ khổng lồ này, ngay lập tức hóa thành vô số mảnh đá vỡ ra, miệng cắt phẳng phiêu. Một kiếm, giết chết trong nháy mắt, một long ngẩn ra, ngây ngốc nhìn thiếu niên áo đen giữa không trung. Rầm rập, vô số viên đá rơi xuống, khiến mặt đất rung chuyển không ngừng giống như trái tim nó vậy cảnh tượng này khiến nó chợt nhớ lại rất nhiều năm trước trong đầu lóe lên vài hình ảnh không rõ ràng cũng là một vị kiếm tiên rút kiếm núi non sụp đổ kiếm khách sau khi chém dết rất nhiều tinh quái thu kiếm vào vỏ nhẹ nhàng quay đầu giọng nói rất dịu dàng một lông có phải chúng lại bắt nạt ngươi rồi không đừng sợ chủ nhân đã về rồi một lông thoáng ngẩn người đột nhiên lắc đầu hình bóng mờ ảo vừa rồi biến mất thay vào đó là một gương mặt có chút ngơ ngác ê tiểu gia hỏa chúng ta đã hứa rồi ta cứu ngươi một mạng ngươi phải giúp ta tìm người nói xong mộ dung thiên còn đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó ái chao một lông ôm đầu nhảy nhót trái phải ngay sau đó lập tức chui xuống đất biến mất bản đại gia đâu có đồng ý với ngươi mà bản đại gia cũng không rảnh bản đại gia còn phải ở đây chờ chủ nhân quay lại nữa ha 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 tiểu ngu ngốc tự mình đi mà tìm đi, bản đại gia không chơi với ngươi đâu, âm thanh cười lớn dần xa, chỗ này lại trở về sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, mộ dung thiên thì hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt bình thản bắt đầu đếm. 3, 2, 1 Gần như khi hắn đếm đến một mặt đất bỗng nhiên nứt ra, một lông từ trong đó nhảy lên. Ôi trời ơi, tiểu súc sinh, ngươi đã làm gì với bản đại gia, nó liên tục vuốt ve cơ thể mình, như thể rất ngứa ngáy. Không làm gì cả, ta sớm đã biết ngươi không đứng đắn chỉ bỏ một ít độc dược mà thôi ngươi còn biết dùng độc biết một chút mộ dung thiên nhẹ gật đầu ngươi thật quá đáng là một kiếm tu mà lại đi nghiên cứu những thứ tà đạo này lão sư không lương tâm của ngươi rốt cuộc đã dạy ngươi thế nào còn không mau mau giải độc cho bản đại gia nếu không khi chủ nhân về có ngươi mà hối hận một lông ngứa đến mức không thể chịu nổi gầm ghè đe dọa lão sư không dạy ta tự học Mộ Dung thiên ngồi xuống nhìn nó, nghiêm túc nói, muốn ta giải độc cho ngươi thì phải giúp ta tìm người. Không tìm, một long cự tuyệt, bản đại gia còn phải ở đây chờ chủ nhân quay về, không đi đâu cả, ngươi tiểu tử nếu không muốn chết, tốt nhất là trước khi chủ nhân về, hãy giải độc cho bản đại gia, nếu không thì có ngươi mà chịu, nghe nói nói 10 câu thì có 9 câu không rời khỏi, chủ nhân, mộ dung thiên nhướng mày, cũng sinh ra chút hiếu kỳ. Ngươi quả nhiên rất trung thành, vậy chủ nhân của ngươi khi nào sẽ về, không biết, đại khái là chủ nhân nói sẽ về. Một long lắc đầu. Vậy ngươi đã chờ được bao lâu rồi? Mộ dung thiên lại hỏi. Người trước ngẩn ra, vẫn lắc đầu, không biết, đại khái chủ nhân không đến thì ta ngủ, nhưng hình như lần này chủ nhân đi lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây, những kẻ đó một lần lại một lần hóa thành yêu, đều nghĩ cách nuốt bản đại gia để tăng cường thực lực, những kẻ đó. Mộ dung thiên nhướng mày. Ngươi nói là con khỉ đá vừa rồi đó sao, Đúng vậy, không chỉ có gã đó, còn có gì cỏ, gì gió, gì mây, còn mạnh hơn cả gã Tôn Tép vừa rồi nhiều, mỗi khoảng thời gian lại đến quấy rối giấc ngủ của bản đại gia, phiền chết đi được. Nhiều vậy, vậy tiểu gia hỏa ngươi sống sao được? Mộ Dung Thiên sắc mặt nghi hoặc. Hừ, sống sao á? Bản đại gia rất lợi hại, bọn họ đến một lần bản đại gia đánh tan một lần, một long kiêu ngạo nói, vừa định vô thức chống hông, nhưng phát hiện trên người vẫn ngứa ngáy khó chịu, không ngừng gãi. Mộ Dung Thiên phất tay, tạm thời giúp nó ngừng ngứa, đồng thời mở miệng, "Ngươi trước đây rất lợi hại, sao ta không tin nghĩ? Vừa rồi con khỉ đá kia cũng được coi là sức mạnh hoàn cảnh, mạnh hơn nó, vậy chẳng phải là cực cảnh sao? Tiểu gia hỏa này chỉ là thánh cảnh, làm sao có thể sống sót? Bản đại gia đã được chủ nhân mượn sức, sức mạnh giảm đi từng phần, ngươi thật sự nghĩ rằng bản đại gia chỉ biết động mồm sao? Nếu như trước đây, bản đại gia chỉ cần động ngón tay, đã không biết đã đè chết bao nhiêu kẻ hậu bối vô lễ như ngươi, ồ" mộ dung thiên lập tức cảm thấy hứng thú nói như vậy nó đã lợi hại như vậy thì chủ nhân của nó chẳng phải còn mạnh mẽ hơn sao chỗ này được cho là di tích hoang cổ tức là nó rất có thể là tinh quái từ thời đại hoang cổ đã sống đến bây giờ còn chủ nhân của nó chẳng phải là bất hủ đế cảnh sao vậy chủ nhân của ngươi đã đi lâu chưa khi nào sẽ về mộ dung thiên hỏi không biết một lông lắc đầu người trước nhíu mày đã chờ lâu như vậy mà hắn vẫn chưa về, có thể nào là, gặp chuyện không may không, không thể nào, ai ngờ, câu này khiến giọng của một long ngay lập tức cao vút, sắc mặt trở nên tức giận vô cùng. Chủ nhân làm sao có thể gặp chuyện không may, chủ nhân chính là một trong những kiếm tiên mạnh nhất thế giới, năm đó 13 vị thanh quỷ đế cảnh liên thủ cũng không thể tổn thương chủ nhân nửa phần, hắn một mình, chiến 13 vị đế cảnh. Mộ dung thiên trong lòng chấn động, nhướng mày nói. Hừ, đương nhiên rồi, hơn nữa chủ nhân lợi hại, bản đại gia cũng không kém, cái tên thần linh yêu phù thú được mời ra từ 13 vị thanh quỷ đế cảnh đó, bản đại gia còn đánh không kém gì nó, thậm chí còn áp chế nó ba phần nữa, yêu phù thú, ánh mắt mộ dung thiên lóe sáng. Có vẻ như, kẻ này thực sự là tinh quái tồn tại từ thời đại hoang cổ. Bằng không, làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy về quá khứ, nhưng... Nếu thật sự là từ thời đại hoang cổ chờ đợi chủ nhân của nó, thì đã chờ bao lâu rồi, nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy thương cảm với gã tiểu gia hỏa trước mắt một lòng chủ nhân ngươi lâu lắm không về ngươi không nghĩ đến việc đi tìm hắn sao không tìm không tìm chủ nhân đã nói sẽ về thì nhất định sẽ về hắn chưa bao giờ nuốt lời lần này cũng nhất định không ngoại lệ một lòng lắc đầu không ngừng sắc mặt có chút do dự hơn nữa hơn nữa cái gì mộ dung thiên truy hỏi hơn nữa ta không dám ra ngoài những kẻ bên ngoài đó đều muốn ăn thịt ta nghe vậy Mộ Dung Thiên lập tức hiểu ra. Có thể, gã tiểu gia hỏa này cũng từng có ý định ra ngoài tìm chủ nhân của mình, nhưng lại không dám tùy tiện ra ngoài, bên ngoài có quá nhiều tinh quái như khỉ đá vừa rồi. Thế này đi, ngươi giúp ta tìm người, ta dẫn ngươi ra ngoài, tìm chủ nhân của ngươi, thế nào? Ánh mắt Mộ Dung Thiên sáng rực nhìn nó. Ta, tìm thế nào? Một lông có chút động lòng, nó cảm nhận được, người trước mặt dường như không phải là kẻ xấu gần đây được cho là có một tòa phủ đệ của dược đế, ngươi biết ở đâu không, không biết. Một long lắc đầu, sau khi suy nghĩ liền nói, nhưng bản đại gia có thể cảm nhận thấy, hướng đó tinh quái và sơn thần rất nhiều, nhất định có những kẻ đã mở ra linh trí, có lẽ ngươi có thể đi hỏi ở đó. Mộ dung thiên nhìn về hướng nó chỉ, gật đầu. Được, đi thôi. Một long nhảy vọt lên, nắm lấy vai mộ dung thiên, vặn vẹo mông một cái rồi ngồi lên. Yên tâm, nếu ngươi thật sự giúp bản đại gia tìm được chủ nhân, chuyện trước đây ngươi xâm phạm lãnh địa của chủ nhân, bản đại gia có thể không nói cho chủ nhân, còn có thể để chủ nhân truyền thụ cho ngươi vài chiêu kiếm pháp. Một lông rất kiêu ngạo, sờ sờ cầm. Cái chiêu vừa rồi gọi là cửu dương phần thiên, có vẻ giống với đạo kiếm của chủ nhân, không chừng chủ nhân còn có thể thu ngươi làm đồ đệ nữa. Ta có sư phụ, hơn nữa đó không phải kiếm pháp của ta, mà là của một người bạn tốt của ta. Ôi, bạn ngươi là học kiếm pháp của ai là do hắn tự sáng tạo không tệ không tệ kiếm ý đó thật ra có chút phong cách của chủ nhân năm xưa một lông dường như cũng là một kẻ thích nói trên đường đi không ngừng trò chuyện với mộ dung thiên còn nói có cơ hội nhất định phải để ô thiên nghị gặp mặt chủ nhân của nó biết đâu còn có thể bái sư nữa trên đường đi họ gặp không ít tinh quái nhưng mà những con mạnh mẽ hơn con khỉ đá vừa rồi thì không có nhiều không thể nào trước khi tới đây ta cũng không nghe sư thúc nói nơi này tinh quái lại nhiều như vậy mộ dung thiên chém một con cây yêu lao đi máu nhíu mày nàng nói rằng đa phần tinh quái tuy đã thành tinh nhưng cũng sẽ biết tránh né nếu cảm nhận được khí tức mạnh hơn mình chúng sẽ lẩn trốn sao mà ta lại gặp tinh quái liều mạng như vậy chứ đều là chuyện nhỏ đừng suy nghĩ nhiều quá một lông cười ha hả đứng trên vai hắn chỉ về phía xa tiểu mộ dung ngươi xem phía trước nơi đó chính là khu vực có nhiều tinh quái nhất. Mộ dung thiên nhìn theo hướng nó chỉ. Đó là một vùng trũng, được bao quanh bởi những ngọn núi, nước chảy quanh, đúng là một nơi đầy sức sống. Đi nào, mộ dung thiên dùng sức chân, lập tức như tên rời khỏi dây cung lao đi. Ê ê, ngươi chậm lại một chút, ta suýt nữa thì rơi xuống đấy, một lông hoảng hốt, nắm chặt lấy tay mộ dung thiên, thân thể bị gió mạnh đẩy qua đẩy lại. Tiểu mộ dung, ngươi phải nghĩ kỹ, khi bước vào khu vực đó thì sẽ không còn đường lui nữa. Dòng máu rồng trong người ngươi là thứ cực kỳ bổ dưỡng đối với chúng, chúng sẽ không tha cho ngươi đâu. Những tinh quái sống ở đó, ít nhất cũng mạnh như con vượn đá vừa rồi. Ngươi phải cẩn thận bị chúng vây công sao mà ngươi lắm mồm thế, tai ta gần như bị ngươi nói đến chai rồi. Mộ Dung Thiên vừa chạy nhanh vừa lên tiếng. Chỉ là vây công thôi, bản kiếm tiên đâu phải lần đầu trải qua, cứ giết cho đến khi chúng phục tùng là được với khoảng cách cả ngàn dặm mặc dù không dễ dàng để bay nhưng mộ dung thiên chạy một mạch là có thể đến nơi ầm uhm, hắn nhảy từ trên núi xuống cùng với cơn gió mạnh rơi xuống đất khiến mặt đất chấn động bụi bay mù mịt xin hỏi tin quái tiền bối nơi này đang ở đâu mộ dung thiên có việc muốn thỉnh giáo sau khi tiếp đất hắn không ngay lập tức xuất thủ mà chấp tay lớn tiếng gọi âm thanh vang xa khắp núi rừng nhưng ngay lúc này chỗ hắn đứng bỗng nhiên sụp xuống đất cát rơi xuống hắn nhướng mày Nhảy lên không trung. Một cái miệng sâu thẳm lớn, đầy những chiếc răng sắc nhọn từ lòng đất thò ra, một cú ngoạm xuống. Nếu không nhờ hắn phản ứng nhanh, có lẽ đã bị nuốt chửng. Mộ Dung Thiên nhíu mày nhìn xuống sinh vật khổng lồ. Đó là một con quái vật khổng lồ giống như đĩa, không có mắt, chỉ có một cái miệng to, nhưng khí tức tỏa ra lại khiến Mộ Dung Thiên nghiêm mặt. Cực cảnh, hu hu, hắn vừa mới tránh được cú tấn công của con đĩa khổng lồ thì trong không gian bỗng xuất hiện một cơn gió xanh, hóa thành xích sắt cuốn chặt bốn chi của hắn. Sa trùng, xem ra huyết nhục tinh hoa của tiểu nhân loại này là của ta. Giữa tiếng gió rít, một nữ nhân mặc váy mỏng, hình thể mơ hồ như làn gió thanh thoát xuất hiện, bay quanh người mộ dung thiên, đưa tay chạm vào gương mặt hắn. Thanh phong, ngươi muốn độc chiếm tiểu tử này à, thật là có phần tham lam đấy, dòng máu rồng đậm đặc như vậy, ta đã lâu lắm không được ăn rồi. Cùng lúc đó, một giọng nam trầm hùng vang lên. Giữa núi rừng, vô số ánh sáng lấp lánh, hóa thành một con rồng xanh lớn, cả người lấp lánh ánh sáng sóng nước. Vậy tiểu tử này là của hai người các ngươi, còn vật nhỏ trên vai hắn sẽ thuộc về bản vương. Trên mặt đất, con sa trùng khổng lồ mở ra chiếc miệng lớn, dưới những lớp răng sắc nhọn, một con mắt màu đỏ tươi mở ra, chăm chú nhìn vào một lông trên vai Mộ Dung Thiên. "Ê, tiểu Mộ Dung, sao ngươi lại bất cẩn như vậy?" không phải ta đã nói tin quái nơi này rất khó đối phó sao một lông lúc sau tay mộ dung thiên vẻ mặt lo lắng ba vị tiền bối tiểu bối có mộ dung thiên vừa định mở miệng thì một cơn gió mãnh liệt quét qua một lọn tóc đen bị cắt đứt hắn dần dần hạ thấp thần sắc nếu không phải vừa rồi ngẩng đầu lên có lẽ cơn gió đó đã cắt đi đầu hắn rồi tiểu gia hỏa ngươi đến đây làm gì mà ta không hứng thú ngoan ngoãn dân ra tinh nguyên của ngươi để ta tăng thêm sức mạnh người phụ nữ được gọi là Thanh Phong, mặc dù giọng nói quyến rũ, nhưng sự tham lam và khát khao trong ánh mắt thì không hề che giấu, toàn thân còn tỏa ra vẻ tà khí. Không chỉ có nàng, mà hai tinh quái ở cực cảnh còn lại cũng mang chút tà khí, hoàn toàn khác với một long. Tiểu Mộ Dung, xem ra những năm qua có không ít nhân tộc chết trong tay bọn chúng, chúng dựa vào việc nuốt lấy tinh nguyên và linh hồn của nhân tộc mà có được trí tuệ. Ồ! Mộ Dung Thiên nhớ mày, ngươi không phải sao, nghe vậy, một lông như bị dẫm phải đuôi, nhảy cẩn lên và đánh vào đầu hắn. Ngươi nói gì vậy, làm sao có thể so sánh ta, ta là sơn thần này với đám cạn bã này được, ta không thèm để ý đến chúng đâu, vậy mà trước đó ngươi còn muốn ăn ta, phép lát. Đó là ta muốn đuổi ngươi đi, dọa dọa ngươi thôi, ai biết ngươi lại trực tiếp phóng hỏa đốt núi, một lông lại nhảy lên đánh hắn một cái nữa. Thế à, mộ dung thiên gật đầu. Ê ê, ê. các ngươi sắp chết rồi, mà vẫn còn rảnh rỗi nói chuyện, chi bằng vào bụng ta mà nói đi, Thanh Phong trực tiếp lao tới, thè lưỡi liếm môi, như thể mộ dung thiên đã là món ăn trong bụng nàng. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng keo thét của nàng đột ngột im bặt, đồng tử co rút lại. Một bàn tay, chặt chẽ nắm chặt cổ nàng, kéo nàng lên không trung. Ngươi không biết, làm phiền người khác nói chuyện là một hành vi rất bất lịch sự sao, mộ dung thiên từ từ ngẩng mặt lên, trong mắt hiện lên ánh sáng xanh. Cắt, ngay lập tức, những sợi xích thanh phong tạo ra bị bẻ gãy rồi chuyển sang bao trùm thân hắn hóa thành một bộ giáp trồng xanh cái này không thể nào bất kể là thanh phong hay sa trùng thậm chí là con thủy long đều đồng loạt co mắt hoảng hốt kêu lên thanh phong là hóa thân của gió tinh quái trong vòng trăm dặm gió đều nghe lệnh nàng lấy nàng làm chủ giờ đây nàng lại bị tên nhân loại kia biến thành sức mạnh bản kiếm tiên hỏi ngươi phủ dược đế ở đâu một thanh kiếm rồng xanh đặt trên vai thanh phong ý chí sắc bén khiến nàng run rẩy trong lòng phủ dược đế gì ta không biết thân thể thanh phong tan vỡ hóa thành những cơn gió cuồng loạn thoát khỏi sự trói buộc của mộ dung thiên chỉ do ta đã đánh giá thấp ngươi xem ra ngươi thực sự mạnh hơn nhiều so với những nhân tộc trước đây nhưng cũng chỉ có vậy thôi đi chết đi dưới tiếng keo thét sắc bén một cơn lốc khổng lồ xuất hiện như thể muốn xé nát thân thể mộ dung thiên chơi gió ngươi kém xa sư phụ ta ngay giây tiếp theo một tia kiếm lôi xuất hiện lập tức xé toạc cơn gió cuồng loạn vô tận mộ dung thiên một tay vung kiếm vẽ một kiếm chiêu ánh mắt bình tĩnh kiếm khí mạnh quá ba vị tinh quái đều kinh ngạc thừ đã phá được phong bạo của bản thần thì sao ngươi không giết được bản thần bản thần sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao ngươi giọng nói mơ hồ của một nữ tử vang lên lại có mấy đạo lốc xoáy xuất hiện tiểu mộ dung loại tinh quái như nàng ta khó đối phó nhất không có thân thể muốn giết nàng ta ta biết câu nói của một long còn chưa dứt mộ dung thiên đã lên tiếng nâng kiếm thanh long trong tay bình thản nói thanh phong thành tinh chỉ cần có gió ngươi sẽ không chết thì ánh mắt hắn sắc bén tóc đen bay múa ta sẽ khiến cho trăm nghìn dặm này không còn tiếng gió nhãn ấn trên trán mộ dung thiên chớp sáng một tay chỉ kiếm niệm ấn vung tay một cái vô cực kiếm địa khai trong chớp mắt toàn bộ không gian rung động những thanh kiếm tàn rơi từ trên trời xuống rơi xuống mặt đất chỉ trong một khoảnh khắc phong cảnh nơi đây đã thay đổi lớn lao trăm nghìn dặm dường như đã hóa thành một mảnh mộ kiếm những cơn lốc xoáy hung tợn trước đó lập tức biến mất tiếng gió nơi đây dần dần tiêu tan không không thể nào kiếm địa của người sao có thể mạnh đến mức này âm thanh hoảng sợ vang lên thanh phong lại một lần nữa hóa thành hình người mặt đầy sự không dám tin không phải là kiếm địa của ta, mà là của một vị bằng hữu của ta. Mộ dung thiên thản nhiên nói, kiếm vô cực, địa vô cực. Kiếm địa này, tự nhiên là hắn học được từ Đông Phương Thanh Mộc. Chỉ là người sau có 9.000 tà niệm trong kiếm địa, hắn thì không có mà thôi. Cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết phủ dược đế ở đâu, nếu không, chết. Mộ dung thiên nâng kiếm, chỉ về phía trước. Sa trùng, thủy giao, các ngươi còn làm gì, còn không mau ra tay, Thanh Phong rõ ràng đã hoảng loạn, lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi quả thật mạnh hơn rất nhiều so với những nhân tộc trước đây, nhưng chúng ta liên thủ lại, ngươi chưa chắc có thể ồ ngào. Vù, câu nói của sa trùng còn chưa dứt, trong cơ thể nó đột nhiên phát ra kiếm khí, ngay lập tức khiến cho thân thể khổng lồ của nó, vỡ tan thành trăm mảnh, thịt máu vương vãi, một viên tinh thạch nâu rơi xuống. Chém một phát chết tươi, vô hình kiếm khí, từ bên trong phát ra, tiểu tử, đây lại là kiếm đạo gì một lông nheo mắt hoảng sợ bách lý mộ dung thiên bình thản nói nhìn về hai người còn lại thủy giao vốn còn định ra tay thấy sa trùng ngay lập tức bị đánh tan thành mây khói lập tức dừng lại giữa không trung kinh hãi vô cùng hoàn toàn không phải là một cấp bậc ta thanh phong cũng bị dọa không nhẹ lập tức chuẩn bị cầu xin tha thứ thế nhưng muộn rồi mộ dung thiên nâng tay siết chặt kiếm mộ ngàn dặm vô số tàn kiếm vang lên, kiếm khí vọt lên trời. Kiếm ý mạnh mẽ, trực tiếp giam cầm ngàn dặm này. Ta nói, ta nói mà, cùng với gió ngừng lại, thanh phong kêu gào, hóa thành những điểm sao sáng tan biến, cũng rơi xuống một viên tinh thạch. Mộ dung thiên quay đầu, nhìn về phía thủy giao đang ở trên không trung. Còn ngươi, ta thủy giao sắc mặt đầy sợ hãi, ấp úng. Thấy thiếu niên mặc áo đen sắp nâng kiếm, nó lập tức hoảng loạn, lớn tiếng nói, phía đông nam, phía đông nam có nhiều nhân tộc chạy qua đó, nơi đó có thể có cái đế phủ gì mà ngươi muốn, phía đông nam mộ dung thiên nhướng mày nhìn xa xăm, tiện tay vung kiếm. Chính mặt trời treo cao, nhưng đã khiến cho đất trời chợt chìm vào bóng tối. Cửu dương, cực dạ, khi đất trời một lần nữa phục hồi ánh sáng, nghìn dặm này, không còn dòng nước. Giống như trong chớp mắt, tất cả nước đều biến mất. Mộ dung thiên vẫy tay, ba viên tinh thạch bay vào tay. Đây là cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ. Đây là tinh hạch trong cơ thể của chúng, tinh quái hóa hình, sinh ra linh trí sau đó, có thể tu luyện giống như nhân tộc các ngươi, mà tinh hạch này chính là sức mạnh của chúng, luyện hóa tinh hạch này, ngươi có thể nhận được không ít lợi ích, một lông giải thích. Mộ dung thiên nhớ mày, liếc nhìn nó một cái. Này này, đừng có ý đồ gì với bản đại gia, bản thể bản đại gia đã bị chủ nhân mượn đi, tinh hạch là nguồn sức mạnh, tự nhiên cũng ở trong tay chủ nhân không phải ta muốn hỏi ngươi thứ này nếu ngươi ăn vào có thể phục hồi sức mạnh không một lông ngẩng người sau đó từ từ lắc đầu chúng không cùng nguồn với bản đại gia bản đại gia là sơn thần mà tinh hoa hỗn tạp thế này bản đại gia không thể nuốt nổi được rồi vậy thì thôi mộ dung thiên thu lại tinh hạch sau đó dẫn theo một lông tiếp tục hướng về phía đông nam mà đi mà ở phía đông nam một bóng người mặc áo tím đang nắm kiếm đứng thẳng đối diện với hơn trăm người ô thiên nghị đến lúc này chỉ cần ngươi quỳ xuống lạy một cái chui qua giữa chân ta ta sẽ tha cho ngươi một mạng chó thế nào một thanh niên gầy gò đứng đầu lộ vẻ đắc ý mở miệng chế nhạo ta còn tưởng là phương thanh phong hay đạo vô cực đến không ngờ chỉ có một đám vô dụng ô thiên nghị liếc nhìn mọi người thản nhiên nói đạo môn linh môn liên thủ lại không đi giết ma đạo yêu tộc ngược lại bao vây ô mổ sao ô thiên nghị nếu muốn trách thì hãy trách cái miệng của ngươi những năm qua ngươi đã đắc tội bao nhiêu người ngươi tự biết mà trong linh môn cũng có người mở miệng lạnh nhạt ô người trước nhướng mày ô mổ sao nhớ được người miệng mồm ác độc ô mổ chỉ trả lời lại mà thôi sao lại thành ra đắc tội người chẳng lẽ chỉ cho các ngươi nói không cho ô mổ phản bác hừ ít nói nhảm hôm nay hoặc là ngươi giao ra kiếm thuật của ngươi hoặc là đừng trách chúng ta không có nghĩa khí đồng loạt công kích ngươi nghe những lời đe dọa của họ ô thiên nghị cười nhạo nói chỉ dựa vào đám phế vật các ngươi cũng dám dò mó kiếm thuật của ta cùng nhau lên đi đừng lãng phí thời gian ô thiên nghị chéo cây gỗ trong tay phía sau là mặt trời chói chang rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt giết hắn mọi người lạnh nhạt hừ một tiếng lập tức lao tới tuy nhiên những người này mặc dù thực lực không yếu nhưng ô thiên nghị đã vào cực cảnh kiếm trong tay hắn xuất thần nhập hóa trong lúc vung lên mặt trời chói lọi không hải lưu phong hồi tuyết chưa đến một nén nhang nơi đây đã đầy tiếng than khóc thừ muốn chém giết ô mổ số người này không đủ thực lực cũng không đủ ô thiên nghị cảm thấy có chút thất vọng thu kiếm đứng yên ta không giết các ngươi để khỏi làm bẩn kiếm của ta nếu muốn tìm ô mổ báo thù lần sau nhớ gọi nhiều người hơn đám người này ngay cả tư cách để hắn phát huy kiếm đạo cửu dương ra kiếm thứ chín cũng không có nói gì đến hai thức kiếm pháp mà hắn tự sáng tạo sau này cũng không biết mộ dung thiên và lý trường sinh hiện giờ ra sao ánh mắt ô thiên nghị chớp động không để ý đến đám người nằm xuống bước một bước rời khỏi không trung bay đi và không lâu sau khi hắn rời đi những sợi tơ nhận đột nhiên xuất hiện chui vào trong cơ thể những đệ tử trọng thương này tiếng thét đau đớn lập tức vang lên chỉ trong chốc lát những đệ tử này đã mất hết sinh khí toàn bộ chết sạch khoảng một nén nhang sau trong rừng núi lại có hai người bay tới Nhìn thấy đám đệ tử chết thảm ở đây, sắc mặt họ đều khó coi. "Phương huynh, bọn họ đều bị thương bởi kiếm, vết thương bị thiêu đốt, kiếm pháp này ngươi có quen thuộc không?" Sắc mặt Phương Thanh Phong u ám, đôi nắm đấm siết chặt, keo răng rắc. "Kiếm pháp này, hắn quá quen thuộc." "Ô Thiên Nghị." Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.